Rồi, hiện tại em đang lên con bò 39 triệu đi giao khách là của chú chị, bò siêu. Đó, siêu chữa em. Bữa con bò này bữa em đăng 39 triệu này. Đó, giờ đi giao cho khách. Rồi để tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay thì em gửi của chú chị mình hình ảnh của hai con đực kem ha. Đó, nói chung thì hai con này thì mới 5 tháng rưỡi tuổi nè của chú chị. Đó, 5 tháng rưỡi, hơn 5 tháng rưỡi rồi ha. Đó thì con pháp kim trắng này nè thì em đo là chiều cao xa xương khu là 1m1 bò. Đó còn con kia thì 1m12 13, con đỏ thì 1m12 13 của chú chị. Đó như hai con thì em quan sát chân móng hoàn thiện ha, không ổn xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó như hai con này nói chung thì cũng kiểu mẫu rất đẹp của chú chị, tướng tá cấp mình nè. Đó chân móng thì chân móng hoàn thiện ha, chân móng thì hai con thì đều chân móng sò. Đó không ổn xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua về mình nuôi vỗ béo thêm ha. Đây tướng tá cấp mình hai con nè chú chị. Đó nói chung bò này kiểu mẫu nè, kiểu mẫu tướng tá rất đẹp nè. Đó thì hai con bực, hai con đực này thì anh chủ nhà muốn bán với giá là 35 triệu 500. Đó thì cô chú anh chị nào thấy ưng hai đực này thì cứ liên hệ số điện thoại để trong màn hình. Đó còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, nhắn tin số chủ nhà của chú anh chị mình điện trực tiếp nha. Đây chân móng thì hai con đều chân móng sò nha của chú anh chị. Đó bò rụng 5 tháng rưỡi tuổi tới lên ha, 6 tháng việc về. Đó nhưng hai con tướng tá cấp mình nè, em nói bò này thì kiểu mẫu của chú anh chị. Đó thì em quan sát thì cũng đích nở dài nở nha, dài cũng dài đôi. Đây đầu mặt mày nè của chú anh chị. Đó mặt mày thì đóng rất kéo nha. Đó thì cô chú anh chị nào thấy ưng hai đực này thì cứ liên hệ số điện thoại để trong hình. Em nhắn tin số chủ nhà của chú chị mình điện trực tiếp nha. Đây đít là chú chị dài. Đó, dài thì nói chung thì dài cũng dài đôi ha, dài thì cũng dài đôi. Đó đít nè. Đây dài này của chú chị, còn dài nè. Đó thì hai con này giá là 35 triệu 500, thì của chú chị nào thấy ưng cặp đực này thì cứ liên hệ số điện thoại để trong hình. Đó thì bà con nào mua thì em sẽ gấp xe bà con đỡ tiền phí xe ha. Nói chung thì hiện tại thì em đang có chuyến giao về An Giang với Sa Đéc đâu cô chú anh chị. Đó thì bà con nào ở mấy vùng đó thì em sẽ ghép xe bà con mình đỡ tiền phí xe. Đó bò thì chân móng hoàn thiện ha, tướng tá nè, mặt mày thì rất khéo, chân móng nè. Đó chân móng thì hai con thì đều chân móng sò nha cô chú chị. Đó thì bà con nào thấy ưng cặp đực này thì cứ liên hệ số điện thoại để trong màn hình. Đây mặt mày nè. Đó mặt mày nè cô chú chị. Đó tướng tá các mình mặt mày nè thấy không. Cao nó là 1m1 bò. Đó còn con này chiều cao 1m12 1m13 bò của chú chị. Đó con này thì chiều cao 1m12 1m13 bò ha. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mình mua về mình nuôi vỗ béo thêm ha. Đó thằng lưng đít nè. Nó dài nè, dài thì cũng dài đôi. Nó dài thì cũng dài đôi nè của chú chị. Đó, còn con đây nè. Đó, con này thì cũng dây đôi ha. Tướng tá cấp mình, nhưng mà em nói hai con bò này kiểu mẫu thì rất đẹp của chú chị. Đó, tại vì nó có kiểu ha. Tướng tá cấp mình là cứ như thế không? Tướng tá thì dài đòn, lực lạc. Đó thì nói chung thì tiền nào của nấy của chú chị. Tại vì bò lụng mười mấy triệu thì nó cũng hơi nhỏ tháng ha. Đó, nhưng mà hai con này thì nói chung thì thứ khi anh em cũng thương lượng xét giá cho bà con mình hết rồi. Đó tướng tá cấp mình là cô chú chị thấy không. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng cặp đực này thì cứ liên hệ số điện thoại lên màn hình. Đó giá là 35 triệu 500 ngàn ha. Đó giá là 35 triệu 500 ngàn tướng tá cấp mình nè. Con này nè. Đó thì hình ảnh và giá cả của cặp đực này thì em cũng gửi đến đầy đủ cô chú chị mình rồi. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng cặp đực này thì cứ liên hệ số điện thoại để trong hình. Đó còn muốn gặp chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, nhắn tin số chủ nhà của chú chị mình điện trực tiếp ha. Rồi để bây giờ tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị mình hình ảnh của bộ mẹ con ha. Đó thì nói chung thì bộ mẹ con này thì nay mấy bữa em có lên thì cô chú chị. Đó nhưng mà coi nói chung thì có một anh chốt. Đó, nó chốt hứa đặt cọc thì bộ mấy con này thì cũng còn lại luôn. Đó, nói chung thì bà con nào muốn mua thì mình xem tới cũng lưu cho kỹ đi, có ưng thì điện với em ha.
Nói chung thì mới lên thì cái đầu chốt thì cái lúc cục thì không đặt cọc thì em điện nó cũng không bắt máy luôn, nó cũng tội nghiệp cho em đó. Thì nói chung thì mẹ của mấy con này nay nó cũng không điên đó, thì con mẹ này nè đó, mẹ Bosin Rai Lechman này của chú chị đó, thì nó giữ con được kem, được kem thì được 2 tháng mấy tuổi của chú chị đó. Nhưng em nói con mẹ này tàn sát nhất ha, cái khung tàn cũng xương bò thì rất lớn. Đó, chiều cao của nó là 1m41-42 bò ở phía xa sinh khu của chú chị đó. Thì mẹ này chung là sẽ lưng nghiêm chỉnh đó. Thì con cái mẹ này hơi bông tráng nha, có bông tráng chút đó. Thì bọn mẹ con này thì bây giờ anh chủ nhà nó nói chung thì mắc duyên thì chủ nhà bớt cho triệu đó. Thì bộ mẹ con này giờ có giá là 48 triệu mà của chú chị. Nói chung là bộ mẹ con này hổng em đăng là 49 triệu đó, nhưng nói chung thì nó đang được cái mát sữa dữ dằn luôn, tướng tá cấp mình khỏi nói. Đó, con mẹ nè, em nói con mẹ nó dài đòn thấy khỏi nói luôn của chú chị. Nó đó, nó đang giữ con đực này thì lứa thứ hai ha, con thì được 2 tháng mấy tuổi đó. Nhưng con thì xương sóc rất to, chân móng thì hoàn thiện nha, không ổn xe hay là xuống rúng xuống ruột gì đó. Em nói mẹ con tướng tá cấp mình là chú chị nhìn khỏi chơi luôn đó, nó đẻ con đực ra mát sữa rồi đồn tụi nói 2 tháng mấy tuổi hết mình không. Còn mẹ vẫn đúng là chú chị, đúng thì đúng đó. Thì bộ mẹ con này giờ chú nhà nó bớt cho cô chú chị 1 triệu ha, còn là 48 triệu. Nhưng em nói con mẹ này là dữ dằn lắm cô chú chị, nó không xương không tàn, con mẹ này thì hết nói nổi luôn. Nó con mẹ nằm về tàn sát nhất nha đó, đẻ con mát sữa nè đó, con thì chân móng hoàn thiện ha, không ốp xe đúng không gì đó. Thì cô chú anh chị nào thấy ưng bộ mẹ con thì cứ liên hệ số điện thoại để trong màn hình đây. Con mẹ sẽ mặt mà cô chú chị sẽ mặt thì nghiêm chỉnh nha, nó sừng nó mới có 1-2 ngày thôi mà đó, 2 ngày nữa nè. Nó sẽ mặt thì sẽ lưng nghiêm chỉnh nè, đây sẽ lưng nè cô chú chị đó. Nhưng em nói con mẹ chỉ anh thùng nghiêm ngang nó hết nó nổi luôn nè, thấy không, nó tướng tá cấp mình. Nói chung thì bây giờ con mẹ này mà ôm chữa cô chú chị mình tính về bao nhiêu tiền rồi, nhưng mà hiện tại giờ nó giữ con nhữ con đực này. Nó con được kem này giờ hiện tại cũng có 10 mấy triệu rồi chú chị. Cái đít hết nó nổi, cái đít được lưng đôi ha, cái dài của nó hết nói luôn, lưng đôi dài đôi nó tướng tá cấp mệnh mẹ nè cô chú chị thấy không. Đó, giá là 48 triệu ha. Thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình đó. Chân móng mẹ nè cô chú chị, em nói mẹ này xương sóc thì khỏi nói luôn, chân móng sò ha, đúng chị đó, rúng thì rúng chiền của chị. Tướng tá cấp mình thì dài đòn chứ mình cái ngang của con mẹ nè cô chú chị coi cái ngang của nó nè đó, hết hình dung cái ngang của mẹ không đó. Ôm con đực dưới thứ hai đó thì cũng mất duyên nên anh chủ nhà bớt cho cô chú chị mình đây, còn 48 triệu đó. Em nói con mẹ cái dàn thùng nè tàn sát nhất nha, cái ngang của mẹ nè cô chú chị thấy nè, cái đuôi là hết nói cái đuôi không đó. Chị nào thấy giá cả hợp lệ thì mua về mình nuôi sinh sản thêm ha. Có vú nè, bằng vú mẹ thì 4 vú nè, bù vú hết thang không. Mẹ này thì long nhuyễn da mỏng, long sắp rạc luôn đó chị. Đó, con đực này về nuôi thêm ít tháng này, con đực này có giá 20 mấy triệu nè. Con đực này tống dưới ta gấp mình này thì có lưng cái lưng dai của nè, cô chú chị coi nè. Đó, lưng thì lưng đôi ha, dai đôi nè, đầu thì đột trội. Đó. Nói chung thì tiền nào của nấy của chú chị, tại vì mẹ con đóng cái con đẻ này con được mát sữa thì con mẹ không tàn nè. Mẹ đi, con mẹ không tàn không xương cái hết mình không đó. Thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mình mua về mình nuôi béo thêm, ý mình nuôi sinh sản thêm ha đó. Thì nói chung thì em đang hiện tại thì em cũng đang có chuyến con bò về Đắk Lắk, thì bà con nào ở mấy vùng Đắk Lắk đông đồ mua thì em sẽ ghép xe cho bà con đỡ tiền mua xe ha. Với em có xe đi hướng về Sa Đéc với An Giang đó, thì bà con nào mua thì xe nó con mẹ tướng tá cấp mình không tàn không xương tỏi nói luôn, để con đực mát sữa đó. Cô chú chị nhìn con đực đi là biết mẹ này nó mát sữa rồi đó, cái ngang của mẹ nè hết nó nổi không, cái sân lưng của nó thì thôi nó thành dung cái sân lưng luôn nè cô chú chị đó. Nó mát sữa mà cũng đừng mẹ nó mập luôn. Tạp ăn thì khỏi nói luôn, nó ăn nó mập nó mới đó. Thì đó cô chú anh chị, đó thì đối với những bộ mẹ con để rồi như thế này thì bên em bán những bao lội cô chú chị trong vòng 3 tháng ha. Nếu về có lú hí trục trặc tú hí gì cô chú chị chụp hình gửi cho em đó, rồi bên em mới xác minh sẽ bắt bò về.
đó thì sẽ hoàng tiền bò thì xe đủ cô chú chị mình luôn đó. Cô chú chị thấy con mát sữa không đó, nhìn con là biết con mẹ này đẻ mát sữa rồi, cái lưng cái hết nó nổi cái gu hoàng nguyên mé luôn. Quang chứ con mẹ cái dạng thùng tàn ngang này. Phải nói chứ con mẹ này thì con mẹ này mà ôm chữa nghe cũng có giá lắm, có giá 4 triệu rồi cô chú chị đó. Nhưng mà con cái nó đẻ được con đực nữa nè, nó đẻ ra được 2 con mấy mà mát sữa dữ dàng không, mẹ con chân móng hoàn thiện ha, không một xe là xuống rúng xuống ruột gì đó. Thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ mình mua về mình nuôi thêm đó. Còn đó, nói chung con mẹ này giờ tiền thịt cũng mấy chục triệu rồi. Đó, nhưng mà giữ con đực này. Đợt giờ 10 mấy triệu rồi đó, thì bà con mà thấy giá cả thì hợp lệ bà con mình mua ha đó. Nói chung thì em đài đi ghép xe không, thì bà con nào có mua thì mình xem tới xem lui cho kỹ, đừng có đừng điện cho em ha, chứ để nhầm khi mới lên thì chốt thì lúc cuộc điện cũng mất máy thì đó cũng tội nghiệp cho em đó. Mẹ con cũng tàn cũng xương khỏi nói được như thế đó. Thì hình ảnh và giá cả bộ mấy con này thì em cũng gửi đến đầy đủ cô xuống chuyện rồi đó. Thì cô xuống chị nào thấy ưng bộ mấy con này thì cứ liên hệ số điện thoại em để trong màn hình đó. Giá là 48 triệu ha đó, giá là 48 triệu. Nó tướng tá cấp mình nè. Rồi thì hình ảnh và giá cả bộ mấy con này em gửi đến cho cô chú chị mình xong đó. Thì bây giờ em xin kết thúc video ha, xin chào cô chú chị.